À, coi chào mọi người nhá. Coi đang người vẫn có việc ở nhà chỗ khu Thanh Hóa ở nhà và lại qua nhà bà Dung. Chào mọi người. Giờ tối nay anh em mình chế biến món lẩu mọi người ạ. Lẩu cá đuối, cá khoai, cá khoai này, thập cẩm tôm nữa. Tôm này. Nói chung là lẩu hải sản đi. Mình gọi là lẩu hải sản đi. Tôm cũng rất to mà bao nhiêu tiền một cân ta? 250 một cân. Trời ơi. Đi chợ buổi chiều bây giờ nó rẻ thế đấy. Cá đuối này. Thì đi chợ Cột Đỏ chưa hà quay rồi nên là lúc vừa rồi đi chợ hà không quay nữa mọi người. Ai bây giờ rau rồi. Bạn Thùy xem có giúp được gì không? Hay okay, là cứ lên nhà ngồi chơi thôi. Lên nhà ngồi chơi. Bạn Thắng đang trần xương mọi người. Xương này để mình phải nộp qua, trần đi rửa lại cho bạn Linh. À không cần đâu. Mình để cho nó sôi lên, có mình rửa xương bằng luộc đấy. Cái này nhà bạn Dũng như tối mọi người ạ. Để bật thử lát lên nhé. Cá khoai này thì hơi bé. Cá này hơi bé. Cá khoai này thì ở quê Hà thì to hơn. Và ở gần đây thì bé hơn. Nhưng mà chưa chắc là chỗ nào ngon hơn chỗ nào thì cũng cứ thể ăn nó mới biết được. Cầm cá cứ tươi là ngon. Cũng chắc lắm mọi người. Chúng ta nó cũng còn tươi đấy. Món cá khoai là món sở trường của Hà. Rất là nghiện luôn. Ở đây là con cá đuối đây mọi người ơi. Hàng bán cho mọi người xem nhá. Con này cũng hơn 1 cân rồi. Không được to lắm. Đây là cá đuối đây mọi người. Có bao nhiêu tuổi nhỉ? Mời con chạy này. Xem mấy gang nhỉ? Có bao nhiêu tuổi nhỉ? 1, 2, hơn 2 gang, 2 răng rưỡi. Bây giờ làm nhỉ bạn nhỉ? Bạn làm cá đuối ấy. Bạn làm cá đuối nhá. Không để mình làm cho khoai. Để mình làm cho mình làm cá có kéo để mình làm cá khoai cá đuối cho. Rồi. Hạt khoai để làm tranh thủ làm luôn mọi người ạ. Làm luôn cá khoai. Đang chờ bạn Thùy quay đấy mọi người. Cá khoai thì dễ làm thôi, mình chỉ cần cắt cái đầu đi thôi. Với cả mình bỏ cái ruột đi mọi người. Có chiên chưa nhỉ? Cái đầu cá khoai này đúng ra đúng kiểu ấy mọi người, là mình phải xay nó ra để lấy nước. Nhưng mà thôi, thì nó ngọt hơn đấy. Cá khoai này bé thì để cả con mọi người. Nhưng cá khoai to thì mình sẽ cắt đôi ra, nhưng cá này là bé thì mình để cả con luôn. Cá bé làm thì nó hơi lâu hơn, nó nhiều con. Cá khoai này ở đây bán tận 150.000 một cân Hà Nội mà lại con bé hơn. Hà thích thì nếu mà cá khoai Hà mua thì Hà chọn cá khoai đỏ. Cá khoai đỏ ấy, thì nó đầy mình hơn. Đồ ăn này cứ sướng nhất là mỗi người một tay một cân nhanh. Đây vẫn nghe thấy loa phường đấy mọi người. Đây mọi người có nghe thấy không? Có tiếng loa phường đấy. Làm tôm mọi người ạ. Tôm như càng làm nướng luôn này. Cho vào đây luôn. Tôm mình. Tôm này mình cắt một chút dâu như vậy không? Nhanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa, chưa nghiệp lắm, bây giờ chưa nghiệp nào. Bây giờ đi nấu ăn nhà hàng. Nhầm cố. Không phải đây, nhưng mà phải giữ lại gan nhá. Không, giữ lại gan cá đuối. Thì ăn cái không bị đau. Ừ. Tại vì nấu nó phải cho kèm tí gan cá đuối vào. Chả biết là các cụ truyền lại là như thế. Sai rồi. Đây là cái gan cá đuối đấy mọi người. Thấy bảo là gan cá đuối ăn nó ngon. Đó, gan nó nhìn như kiểu là gan ngỗng ấy. Vượt con cá đuối này bị ít lắm mọi người. Không có tí thôi. Tí rửa lại mọi người. Tạm thời thế đã. Cái mặt đó này. Nhìn đấy. Đúng rồi, nhìn cái mặt nó mũi này, mồm này. Hỏng rồi à? Thôi hỏng rồi. Hỏng nó sao đấy? Mẹ hỏng. Nó chỉ ngấu quá, nó chua thôi. Thế tí để bổ thêm cơm vào. Không cần. Hết đâu quá. Ý là bổ thêm cơm mà cho nó không là nó để ấy đi. Nên nó nuôi bổ thôi. Nó cơm mà nó nuôi thôi. Thì nuôi sao? Hả? Cơm nguội. Đây, cơm nguội đây. Đó rồi. Lấy xong thì mình bỏ vào. Cá đuối mình để làm bằng nước nóng mọi người nhé. Phải làm lông đấy. Đúng rồi mẹ. Cái này à? Phải nó hết cái nhớt đi. Anh cá đuối gì? Cá đuối. À. Chưa xong rồi nhá. Bây giờ tao bỏ vào cái nồi này ăn thì cá này nó xương nó là sụn mà. Nó hết nhà cá sụn mà mọi người. Anh cứ ngồi đến nửa chừng là anh ngất. Mình thái được luôn. Ừ. 100.000 cân cân cá đuối này cân mọi người. 100.000 thôi. Ừ. Con này có 120. Không, ở nhà này cũng thật. Cả cá là 120. Cũng thật là mất. Nhà cái thật chưa? Nhà mình cái gì đâu?
để xem ra có cứng như nào. Đầu lắm đấy, tôi gặp cứng đấy. Ý vẫn là chim vật chanh để bóp mọi người. Cho nó cẩn thận, cho nó được tanh. Chanh được giấm được nhưng mà nhà bạn có giấm không? Cái mang nó đi. Alo anh à. À vừa cái bóp hai quả chanh mọi người. Và bây giờ rửa qua đi. Bóp muối với chanh cho nó sạch. Rồi thì vớt ra cái này xong rồi. Cái đó đây là đây cả cả đây. Ớt mà cho màu gì? Ớt cho một hai ớt vào. Cần... thôi thôi không cần, thế thế là xong rồi đấy. Tây rồi quay cà chua rồi nghệ rồi xả rất nhanh, một tí đổ nước xương và nữa là xong mọi người. Nước xương rồi nó áp suất, mình xương xương đang ninh nồi áp suất rất nhanh. Thế ok. Lẩu ở ngoài Bắc thì gia vị nó nhiều hơn, trong Nam thì thấy khá đơn giản, không cần ninh xương luôn, dứa nữa. Thế là bữa tối nay được một lẩu ngon hải sản, tinh thần vẫn thắng, đang xếp đồ lên đấy. Một mâm mâm đồ nhúng luôn mọi người ạ. Có khi cho một ít xương cá đuối vào cũng được, xương với đuối tí có xương xương đuối lên lên xương đấy tí bỏ xong. Cá này nó cũng nhanh chín mà. Đuối, cà khoai. Cái này mà vào quán là cũng hơi nhiều tiền đấy nhỉ, bác nhỉ? Mình mua về tổng hết có 500 nghìn. Ăn thoải mái luôn, bao nhiêu người ăn luôn. Dạ không, cái này. Ôi giời, bạn hoa hoa này hoa. Vỏ vỏ cà chua hoa gì đây à? Chị à? Ôi trời ơi. Hoa. Nó là hoa đấy, vỏ hoa là hoa. Tại gì đến giờ chưa có người yêu. Có rồi chưa có người yêu. Người nhìn thấy hấp dẫn đâu. Thì bỏ hẳn quả cà chua vào đây luôn, nhiều hoa. Ok đấy. Nhìn hấp dẫn quá nhỉ. Ừ. Nước còn diện tích không là quan trọng. Được rồi. À được. Hết một lớp là được. Nước xương mọi người ạ. Linh bằng nồi áp suất cho nhanh. Lẩu này cũng hấp dẫn đấy. Sa tế cay cay nhỉ. Mời mọi người ra mâm với hà còi nhá, hấp dẫn không? Cho luôn cả nước còn nồi xương này á.
Không. Cái gì nữa? Cả nhà ăn vừa rồi. Căn bản không có nồi to hơn, có cái nồi mà khổng lồ. Chậu kinh quá, quay phim cho mình. Cũng được. Cũng được đấy nhỉ. Thật, ăn bằng chậu mọi người. Ăn bằng mâm và chậu. Mâm và chậu. Không, được mà. Không, được, được mà. Không sao, sao, rửa đi. Rửa đi, không sao đâu. Không sao đâu, làm hết. Hôm nay ăn bằng chậu. Khác, chơi kiểu khác người thì. Bây giờ tôi định chơi bằng chậu mọi người, ăn bằng chậu. Mình đưa vào đây luôn hả? Vâng, chậu luôn cho nó thoải mái nhúng. Mình là cái khác bọt tí. Khác biệt. Các bạn nồi nó, mọi người thông cảm là nồi bé quá. Cái này giống như thế nào giống nhau. Chất lượng thì đâu có khác nhau. Nó đều nhận bất từ hết. Rồi ok, lên mâm. Rồi. Đây là nồi lắm. Chậu với cả mâm. Hải sản đây mọi người. Rồi bỏ cá đuối vào trước mọi người ạ. Cá đuối vào. Đây, cho ít cá đuối vào cho nó ninh vào chín. Bác ơi! Bác đang lên. Bác uống cái đi ông. Thì mình không cần uống biệt lạnh hả? Bác được cô đâu. Ui, nó là như đứa bò. Bác, cô đâu cô. Anh cũng không cần. Rồi cho mấy con tôm cho bé ăn nha. Anh tí là sao? Chỉ muốn tôm. Tôm cho bé với bà ăn nha. Tôm. Đó, cái này đây. Đây, con nhỉ? Đó. 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 Giới thiệu mọi người, đây là bố mình, đây là anh Luật, anh lấy chị gái, bác. Dạ. Đây là bà cố. Bà ăn gì ạ? Lấy được bác. Bà thôi đấy bà ơi. Gia đình bây giờ là 4 thế hệ. Thôi bà ăn nha, anh mời mọi người nha. Đây. Không nhìn phải lấy cái nắp gì mà để cả. Không cần đâu ạ, nó chín đấy, nó chín hết. Quay lại đây chín hơn. Con đi. Con đi. Vâng, con xin. Rồi cá khoai chín rồi đấy. Bác ăn đi, không còn nát đấy. Cá khoai này. Cá khoai hôm nay hơi bé. Nhưng mà chợ cũng không còn nữa. Mình thì nếu gặp con to thì mình mua to thôi, nhưng mà không còn nữa. Đi chợ muộn quá cả nhà. Nên là chợ cũng không còn nhiều đồ. Sớm mà cuối cùng nó muộn rồi. Bán thôi. Lúc còn đi thì nó nấu không bị nát. Lúc mình nhâm này thì thành phố này là phải 6 giờ hơn 6 giờ. Chợ quê mà. Có mời chợ thịt bông bà. Cá khoai thì cá. Cá đuối có khi để thêm tí nữa. Được luôn. Ăn gỏ là ăn được. Rồi con ăn đi. Con ăn cá đi. Kéo con gái bà. Thì ăn tôm đi. Tôm liệu chín chưa nhỉ? Được rồi, được rồi. Tôm là được rồi đấy. Tôm đợi tí thì bố bóc tôm cho con nhé. Bắt trẻ ăn đi. Vị cho chín nữa. Ăn đấy. Xem cái đuôi thế nào. Xem cá đuôi thế nào. Cắt rồi ra đây chứ. Cắt rồi. Giòn. Giòn nó phập phập. Cái xương của nó giòn 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 mà. Xương nó to to. Rửa con cá nhé. Nhìn bạn này, nhìn bạn ăn mình thèm quá. À còi làm những cá khoai nhé. Rồi. Mời mọi người miếng cá khoai nhé. Cá khoai. Em làm YouTube nên là em phải quay để truyền tải về cách ẩm thực với mọi người anh Luật ạ. Video. Cá khoai cũng được á. Hôm nay kể cả có mấy bia đậu ngon nhỉ. Thử miếng. Cháu thấy cái kia là cháu thèm nhất. Cháu thấy cái món ăn
Đây là cái đầu cá đuối đó mọi người. Coi mời mọi người nhé. Ưu điểm của cá đuối là tương nó là tương thụ. Ăn ăn cả xương không? Cá đuối ngon lắm mọi người. Ừ, cải này ăn lẩu. Mùa này sướng nhất là có rau cần với rau cải cúc. Hai cái rau ăn lẩu ngon thật mọi người ạ. Sắp cần rau ngon lắm. Bác bà xin về á. Xin hàng xóm. Cháu ơi xin hàng xóm. Về quê thích nhất kìa. Chú có gì đi xin cái đấy cho bác nhỉ. Anh luật tế nồi lẩu được không anh? Rau vì nó dễ hơn là vì nó nhiều vùng trồng. Như ta ở trong đây là cũng biết người trồng đấy. Ngon đấy mà. Đây. Hà Nội bây giờ muốn trồng rau ở Việt Nam mình. Một số hết lon mơ. Cái lon đi. Vâng. Hết nha. Tối nay anh em mình ngủ cơ mà. Làm gì đâu. Ăn nhau ngủ lắm mọi người. Mà ngủ nhà lạ lạ là mình phải uống chay mình mới ngủ được. Thứ hai thì cứ đưa tiền rồi. Chúng tôi đi được quả nào ha? Không cho bà với bé. À. Không cho bà với bé. Bà với bé thôi. Anh em mình tí nữa ăn theo kiểu trần. Chỉ chính trần thôi. Thứ nhất là trứng gà quê, ăn lẩu là có trứng gà quê nhưng mà mình trần nhỉ. Bán tôm đâu? Vâng. Thoải mái, bò thoải mái. Kỹ tín được. À, bốc tay này, gốm nữa. Sạch. Bà với bé ăn tôm, anh em mình ăn cá đuối. Ờ, có cho thêm tí cá đuối vào nhỉ? Thêm tí cá đuối vào cho nó chín là vừa. À, thịt cá đuối đấy mọi người này. Cực ngon luôn. 100.000 cân. Đảm bảo 2 cân cả nhà ăn. 200.000 nhỉ? Ờ, cá đuối này đúng rồi mọi người. Có thời gian một chút mình nấu om chuối đậu. Cũng rất là ngon. Cá đuối này này. Om. Vâng. Mà cá đuối làm nhanh. Hà vẫn còn một lon đấy, là chắc là tí phải quay phim xong thì mới chiến đấu được mạnh được. Tí tưởng nó đang mấy lon này, ba lon ăn đi. Dạ vâng. Con cũng à. À, là cái rau cần này. Nói thì ăn rau gì? Cái cúc lắm. À, cứ bỏ cầm cầm cho vào tí nó lựa nhá. Rau này mọi người. Đây là mình uống yếu. Tầm sáng mấy anh em mà chưa hết một thùng. Tám mấy anh em có uống không tí? Mấy người? Ba người. Ba người chê thùng thì lo công việc. Cậu định cỡ mình cậu hết rồi. Không hết thùng, hết thùng kia. Bình thường của anh em ngoài đấy bây giờ là còn đấy. Đấy vòng ngồi chắc bà Gia Dũng bảo là trưa nay ba anh em mà không hết một thùng bia uống hơi kém. Bốn lon là mất rồi. Bốn lon rồi các ra. Thôi thì vì anh hết kết đi còn gì nữa. Bây giờ uống bù. Mấy hồi mà gất cả người về nhà. Ở nhà thì bố lại đến một tuổi ở đó mình không uống bia rượu nữa. Anh với chú ở nhà có bao giờ bị đụng đến bia rượu đâu. Nếu mà rượu cậu để ở nhà còn nguyên. Nên là bạn nhiều lúc cũng chẳng muốn về. Nên không có ai uống. Không có đối thủ. Anh với chú ở nhà có đụng đến bao giờ đâu. Nhà bạn Dũng nhá, nhưng mà giờ hẳn chưa biết cách làm thế nào. Như nào? Là phòng vôi ấy. Đúng qua cái... Không, đây. Trần. Vôi theo bên kia. À, đặt vào đây. Mà đặt vào đây nhé.
Ô, trứng này có trống đấy. Trứng này là nếu mà ấp là sẽ nở đấy. Đấy, bây giờ này. Chơi được kiểu này đi. Chị bao nè. Để bát. Không bóc. Xin cho con xin bát. Để bát, để bát. Để không bóc. Không bóc. Không cho dưới tay bóc. Cái gì bóc. Em lấy kiểu. Thế này ăn đi. Ăn cả đi. Anh em lớn. Bán cho tôi có mì tôm, chén với muối nó để bà chồng. Không, bán là tí lắm đấy. Quên mất cả vào. Người càng. Có để đến nuốt phát. Bình thì chính thì cần chân qua. Làm chút vạn nó sọc đấy. Đây à? Sư này được chưa? Ôi, ngọt rồi. Chính chân à. Chính em phải ăn hai quả nhỉ? Quả thôi, túi. Quả nó lệch nữa. Quả nó hơi lệch mọi người. Rồi mọi người ăn quả trứng trần nhá. Nó ngậy. Thơm như kiểu thơm nhỉ? Thơm mà. Công nhận đấy. À, đã quá. Ngọt mà thơm ngậy kinh khủng luôn. Này thì chiến đấu bia với bạn thắng. Này. À, ngon đấy mọi người ạ, ăn lẩu có cái quả trứng này cũng hợp lý thật. Cả nhà chuyển sang ăn mì tôm rồi mọi người ạ. Một nồi lẩu tuyệt vời. Hôm nay thì nước lẩu bạn thắng chế cũng khá là ngon. Siêu to khổng lồ đó. Siêu to khổng lồ. Không ăn cơm gì đâu. À, cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi video này nhá. Rồi thì ăn. Xin chào hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Chào mọi người. Bé nào đi, chào con, chào khán giả đi.